Nè, lau thêm đi. Đi xuống em nội. Còn chút cái đó đi. Rồi, lau thêm. Ý con này là phải lắp bỏ vô bao hiểu không? Ừ. Mày cầm cái bao không được bao đó. Cho heo đặt em ra đây heo cái lùi dữ ta. Em bự hơn. Ừ. Con này 8 kg mà cái vỏ này chắc 4 kg quá. Không, anh cứ lòn thêm nữa đi rồi bỏ vô sao? Bỏ vô đi còn khỏi luôn còn khỏi đâu. Ý này thêm này. Con đó là không có sợ đâu. Cái con mình nói gì được rồi. Ừ, con này nè, trong con cái này nè, quỷ ơi. Cái này đủ nó lùi. Nó im nó rồi, còn dạ. Còn chi nữa, cũng mẹ dây ni lông coi vậy nó chặt lắm. Con này là dưới con này là. Con này nó lùi không? Nó lùi không? Không không. Nó cứng dần ra thấy không? Cái này anh nuôi bố mẹ được nhiều không? Nhiều. Đó, nó nằm xuống cái im nằm rồi đó nè à, luôn đây nè ông nội đây nè ra đây đâu nè thằng đứa coi từ luôn cái tay đâu nè cứ từ từ đó, hai thằng có lộn đi nó sảy sảy tiêu luôn còn đây nè cái tay đây nè lộn qua đây đây nè cái tay dưới đây cái nè nhưng nó về nó về nó khoảng mấy bao nhiêu lâu nó đào nào em 6 tháng vậy hả? Là anh em nó tự là hai bò hết à? Y bò hả? Bò 6 tháng cũng 6 tháng rồi. Mà bò mang thai bao lâu? Bò mang thai bao lâu? Bò là cứ 9 tháng 10 ngày. 9 tháng 10 ngày của anh là 3 tháng. 20 ngày. Nó 9 tháng 10 ngày, bò 9 tháng 10 ngày. Là bố mẹ nó bự con nọc khoảng nhiêu nọc mình nuôi tại em nuôi em thúc cho ăn chung với bầy ấy, nên nó bự chứ nó phải nhỏ nhỏ chừng 70 được chục tí hả chứ còn như nó đúng nó anh chỉ cần 40 là được rồi tại vì bự quá heo cái mà nhỏ nhỏ anh đè không nổi nó cỡ không nổi này đang ăn cá nó thích ăn lắm rồi thì mình cho ăn rau cỏ đó là được rồi còn rau cỏ nha cá đóng đâu uống đâu rồi cả đống nhà luôn cỏ ở nhà của thiên ủa mới sợ cái chuồng ở nhà là không cứng thôi chứ có gì không nhỏ nó nuôi xảy ra ngoài tháng rồi luôn ở ừ. Nuôi xong xảy ra ngoài nó mắc luôn ruột sao nó hả, cũng nó qua lại hả còn gì khỏi với bao cũng được anh cho mát nó cũng gì nó nằm xuống là thôi khỏi lấy bao đi đụng cho nó mát nó dạ. Nằm im gì về tới bệnh khỏe ru luôn đây chẳng còn mấy cây nhiêu đây chẳng chắc đây ở từ ở thị xã về đây là hết 20 rồi anh ở ngay cái láng nào mà ngay huyện luôn ở ngay huyện hả ở vậy cũng ở chứ năm vậy cũng gần vậy thêm 7-8 cây gì nữa à là hai mấy cây trời vậy mà em tưởng nó lúc ngay biên giới ngay gần tới Xi Nam qua Xi Nam chút xíu à thì đó lên tỉnh là mười mấy cây nữa ừ rồi vậy được rồi khỏi bỏ vô ấy rồi ok đó thôi ảo đạn con này có ừ nó 8-9 kg á con này 7-8 kg con này này được đẹp ha trời ơi em bác là anh coi trên nào mà thấy em YouTube phải không hay là Facebook tao cái hàng em nó chạy á vậy là thằng em hả nó chạy kêu lên đây nè rồi cái nhá không bạn coi ước gì có tiền xuống bắt thêm cái bắt đại đi để người ta bắt á nghe còn có như hai ba con vậy hai con thì phải cái kia con còn hai con cái thôi còn hai cái hai con cái con mỗi già này được hết ta được hai cái ba đực hai cái ba đực á mỗi già này là cùng bầy hả bây giờ trong đó là cùng bầy á cùng bầy không hả có một con khác bầy chứ còn nhiêu là cùng á còn có hai này khác bầy nè tại con cái nó là của bầy thằng kia đó thằng bự bên kia đó rồi chắc con xe anh bến nói là heo gì mà cứ cặp qua chịu mấy heo thái heo đó tháng nó có nuôi thịt thì nuôi thịt mình muốn để giống cũng được à
heo đó mọi lai đó mà, lai nhưng mà cũng nạt, nhưng mà nó nuôi sản lượng mau lắm à. Mau ăn bữa nào kia là trong vòng 1 tháng luôn phải không? Dạ. Tháng mua bày luôn đi. Tháng mua bày luôn. Triệu 2 con bắt hết. 7 con. Về nuôi cho nó đã. Triệu 2 là con hả? Ừ. Triệu 2 con thì 7 con quất luôn, 8 con quất luôn về nuôi cho nó mau. Em con à. Nuôi Tết á. Tết như con thì để Tết vô đây mua tôi luôn, khỏi nuôi cho nó cực. 10, 1, 2. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, cảm ơn. Bao triệu rẻ như sân gia không giấy luôn. Rồi, chim đó luôn, bắt luôn không? Em cũng không biết chim gì luôn, hổm em mua là 250 á. Anh thích thì bứng luôn đi. Trống chứ. Trời ơi, kêu rầm rầy chứ trống. Anh chơi chim nhìn rồi biết trống liền, em chơi dở mà còn biết. Dạ. Bà em đi làm không bỏ nó nhát như heo. Với lại bắt heo rừng riết thấy cũng sợ.